Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại xin được phép giới thiệu mọi người một loại thảo dược mà chắc là cho những người nào người ta bị bệnh gút ấy, thì chắc là người ta sẽ không lạ gì đâu. Vì đây là một loại thảo dược rất là phổ biến và cũng đã được sử dụng rất nhiều, và cũng được rất nhiều những công ty họ có thể chế thành một loại thuốc và có tên đó là cây cao gắm các bạn nhé, gọi là cao gắm của người Tày đấy. Thì bên mình cũng đang bán sản phẩm này rất nhiều và cái số lượng ra cũng rất là lớn, bởi vì là mình khi mà mình giới thiệu cho những khách hàng thân thiết ở bên mình, họ cũng đã sử dụng và đánh giá phản hồi rất là tốt. Ở đây thì mình có thể nói thêm một vé số về cái tác dụng của cao gắm cho những người các bạn, có thể là bạn lần đầu tiên các bạn nhìn thấy hoặc là nghe thấy cái loại này. Thì cao gắm thì là một loại thảo dược gọi là gần như là nó là một loại mà thảo dược là đặc trị dành riêng cho việc là trị bệnh gút các bạn nhé. Ở đây là cụ thể như này, gọi là tác dụng của cao gắm thì mình đã ghi rất rõ đây ở trong cái này, đó là người những mắc bệnh gút này dùng trong trường hợp là đau gút cấp, tính và mãn tính, và người bị tăng nồng độ axit uric ở trong những cái gọi là những cái khớp đấy. Ngoài ra thì người hoặc là người có nguy cơ dẫn tới bệnh gút, hoặc là mình nếu mà ví dụ mình chưa bị bệnh gút thì mình có thể hoàn toàn phòng tránh, gọi là khả năng các bạn chớm bị thôi, các bạn là có thể dùng rất là ok rồi. Và các trường hợp bị như là bị viêm xương khớp và phong tê thấp, đau nhức xương khớp liên quan đến những người mà gọi là hay bị đau lưng nhức mỏi, hay là về xương khớp có triệu chứng như là hay đau về trái gió trẻ giờ thì cũng dùng khá là tốt đấy. Còn về cách dùng thì mình nghĩ là nó khá đơn giản thôi. Ở đây mình chỉ cần pha cao với nước nóng cho tan ra và dùng khoảng tầm 5g trong khoảng 300ml 300ml nước uống sau khi sau bữa ăn mình nhé. Và ngày dùng khoảng 1 đến 2 lần. Thì thời gian đầu là mình có thể dùng từ 5g, còn đâu tựa theo kinh nghiệm của mình ấy. Nhưng về sau là mình có thể mình theo dùng theo kiểu dạng khi mà các bệnh nó đi vào ổn định rồi ấy. Các bạn mà khi mà nó đã đi vào ổn định và sau cái thời gian giai đoạn mà nó kiểu như là những bệnh lạnh nó qua, thì mình bắt đầu mình uống theo kiểu dạng như là khoảng tầm 5g ấy, thì mình có thể pha vào nước mình uống 1k nước khoảng tầm 1 lít nước mình uống cả ngày cũng thế thôi. Và có hướng dẫn thì nó cũng chỉ rất là rõ đấy. Thì bên mình đang có cái nguồn cao gắm là rất tốt. Đây là mình cũng nói xong mình chia sẻ luôn, đây là cái nguồn cao gắm mà là mình có một cái cơ sở ở dân tộc Tày người ta nấu, và cũng được đi nhiều nơi, nên ra là mình cũng khá tin tưởng và cũng đã được trải nghiệm và đây đánh giá thực tế từ những khách hàng và người thân của mình, nên ra là mình đang bán cái loại cao gắm như này. Đấy, các bạn có thể nhận biết nhãn mác thì có thể là các bạn có thể mua ở đâu hoặc là không mua bên mình cũng được, nhưng mà có thể dùng cái này thì là mình thấy nó khá là tốt cho cái người bị bệnh gút bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể có nhu cầu về cái cao gắm này có thể liên hệ bên mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Bên mình là cửa hàng đồ đặc sản núi rừng Tây Bắc 365. Mọi người nhớ đăng ký kênh bên mình để có thể theo dõi được thêm nhiều clip. Ngoài ra thì mình còn nhiều loại thảo dược khác nữa, và đa số là cái đồ ngâm rượu núi rừng Tây Bắc, thì mọi người có nhu cầu có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365 để được tư vấn thêm và cái bán hàng, hoặc là tư vấn thêm để cho cái việc mua, hoặc là cái tư vấn thêm về các công dụng tác dụng của từng loại thảo dược. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.